mà đưa thuốc, đưa quan tâm mình kỳ lắm. Em có chổng không? Có. Thuốc nè, cháo nè, ừ vậy đi. Rồi cái bỏ đi tê. Sau khi cưới rồi và tới thời điểm bây giờ em thấy quyết định em ở nhà chồng là đúng. Cuối cùng bây giờ em không biết em là con ruột hay là Và không biết cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son tuần này là ai? Mời quý vị khán giả chúng ta dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Trời ơi. Rồi thôi bữa nay tụi mình ngồi thôi để cặp rồi, này nói. Rồi Hân Hoan chào mừng các em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em cái gì cũng vậy. Em cũng làm nhiều cái vợ em hết đó. Nhờ giới thiệu trước. Dạ em chào anh chị. Em chào khán giả đang ở trường quay. Em tên là Lê Như Khánh Uyên. Em năm nay 29 tuổi. Và hiện tại em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Ấy còn em. Vậy là nói đầu tiên thì tôi phép chịu là thôi xuống bị, không có lời nói đầu quen, tiên bị quen sân khấu á. Dạ em xin phép chào Dương Vân, Trần Quốc Thuận, chào tất cả quý khán giả có mặt trong chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay ạ. Em tên là Thanh Tân mà tên đầy đủ của em là Phan Thanh Tân. Em còn có nickname là A Chề, Tân Chề, muốn kiểu gì chề cũng được. Dạ. Hôm nay nhiêu tuổi ta? Dạ, em hôm nay 31 rồi. Dạ. 31. Dạ. Thôi, thật ra là anh em biết nhau rất nhiều. Dạ. Nhưng thật sự anh ở đây là anh cũng chia sẻ với Tân luôn, anh chưa hề biết cái tình yêu của hai đứa bắt đầu như thế nào. Và anh không hiểu tại sao em lại quen với một hot girl như Quyên. Trời ơi em quái lắm anh. Cũng cái tháng năm này cách đây tôi muốn chề đi. Nói đi. Cách đây 6 năm tại Cao Lãnh Đồng Tháp. Chúng em vô tình gặp nhau và quay phim chung. Nhưng mà vậy là ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa chợt thấy vợ em như thế nào em nói đi. Ghét liền. Sao ghét? Em hồi xưa là em cũng là diễn viên của sân khấu Nụ Cười Mới. Dạ thì thời điểm đó là sân khấu Nụ Cười Mới là cũng diễn cũng rất nhiều vở hay này nọ. Thì vợ em là lúc đó cũng là mới sinh viên trong trường đó thì gặp em hay nói là trời ơi diễn viên Nụ Cười Mới tới, còn bây giờ kiểu giống như là bỏ em có chuyện thôi. Em không ưa. Còn em sao cưng? Em nói đi Quyên. Em cũng đâu có thích gì đâu chị. Tại vì cái kiểu như ảnh là tỏ vẻ ta đây á, kiểu như ta diễn viên nhiều người biết lắm. Chỉ có như tụi em là diễn viên mới ra trường, bắt đầu mới đi phim là chỉ biết một vài người thôi, còn ảnh là từ trên như biết hết. Tại vì em á thì em đóng phim từ năm 2004 thì đa số là như anh quay phim hay này nọ em biết hết. Đi vô vô bạn khỏe không bạn này kia là ơi khỏe anh bảy anh ba khỏe không thì em chào bình thường không chị. Đâu có liên quan gì đâu thì em chào anh bảy anh ba này kia nọ. Nhưng mà thể hiện lắm chị. Trời ơi, em thể hiện nào đâu đúng không? Như anh Bin. Trời ơi, khỏe không anh Bin. Bữa giờ có quay phim gì không? Bữa giờ có quay phim mới nào không chị? Chị thôi đó. Em đâu có biết đâu, thành làm sao em nói chuyện được. Mà tự nhiên không ưa. Nhưng em. Mà bản thân em là không biết từ ảnh đi phim từ lúc nào. Thấy ồn ào quá thấy ghét. Đúng rồi. Đúng không? Đúng tại rồi, luôn sụp bô lắm. Nhưng mà em có để ý tới cái bờ môi chề của dạ không? Không? Em chỉ ghét cái tính thôi à. Anh Minh biết tính em rồi đúng không? Em lúc nào cũng vui vẻ quá. Nó thân thiện lắm. Đúng không? Em lúc nào cũng chào hỏi người ta đàng hoàng. Bây giờ cả hai bạn không ưa tại sao lại thích nhau? Quay một khoảng thời gian thì em bệnh. Off hôm đó cái ảnh lên đoàn ảnh mới hỏi mọi người là em đâu. Không thấy, tại vì mỗi ngày mà hai đứa không cự nhau là không chịu được. Rồi anh hỏi em sao? Em chỉ nghe kể lại là ảnh quay giờ sớm để anh mua thuốc, ảnh mua cháo, ảnh tới tận phòng em để mà gõ cửa. Mà cái cách mà đưa thuốc, đưa quan tâm mình kỳ lắm. Em có chổng không? Có. Thuốc nè, cháo nè, ừ vậy đi. Rồi cái bỏ đi tê. Em không biết là ủa tại sao tự nhiên anh lại mua thuốc mua cháo cho em mình là biết em bệnh như vậy. Rồi giờ hỏi nó lý do. Em nói đi. Có phải là tạo nét không? Không không phải. Phải không? Cái này nó thiệt. Em thấy cũng thấy tội nghiệp. Tự nhiên hỏi đâu rồi bệnh ở nhà mà ở khách sạn đâu có ai đâu mà lo lắng gì nọ. Cái em cũng tự nhiên đi về đó. Riêng thấy cái nhà thuốc mình nhớ. Rồi ghé mua thuốc. Còn cái vấn đề mà đưa thuốc thì em có chồng không anh đưa thuốc đưa cháo này thôi mang đi. Không lẽ giờ đứng em ơi vô câu giọng cổ mới đưa nữa hả? Không phải hỏi thăm là em. Mà cũng phải tình cảm chứ. Càng không thích á, ghét nào chạy cho của nó là vậy. Dạ cho nên nhưng mà em phải nhớ là em phải có một cái chi tiết nào đó thì em mới có thể giống tình cảm mình nó mới gãy được đúng không chứ. Đâu tự nhiên mà khơi được. Nói chung là cái khoảng thời gian nó cũng nói chuyện qua lại thì cái phòng mà em đây thì phòng của vợ em bên đây thì em có mặt trước có cái lan can á, em hay quay tới tối về á cầm lon bia đứng lan can đứng tạo nét. Uống hết rồi nhìn nó chăng sao rồi vậy. Giống như là đúng hẹn canh ba là mình xuất hiện á. Đúng là cái chị cũng xuất hiện là chị ngồi đứng giả bộ phơi đồ này kia nọ. Chỉ là chị muốn ra gặp em chứ không phải gì hết á. Rồi bây giờ mới hỏi Quyên nè, có đúng là như vậy không? Đúng rồi.
em muốn bắt chuyện này, tại vì trên đoàn phim là hai đứa đã như vậy rồi, để coi thử là cái về sau đoàn phim mình như thế nào. Sau cái buổi mà em bệnh đó thì em có cái nhìn khác, em có suy nghĩ khác về ảnh. Bắt đầu ảnh cởi mở với mình hơn, ảnh chia sẻ, ảnh nói nhiều chuyện hơn. Vậy theo em kể và theo Nguyên chia sẻ, chắc có lẽ là Nguyên chính là người chủ động cua em đúng không? Trời ơi, đừng hỏi nữa, gì kỳ quá. Đúng rồi anh. Em là được cái gái cua nhiều. Wow. Em cũng đâu có dễ đâu anh. Được cái độc mà lạ, không có được như em hết trơn á. Rồi sao? Gây trở ngại và khó khăn cho em rất không, nhiều anh, luôn. Lúc cua em rối anh. Thì sao Nguyên luôn sao? Giờ nghỉ trưa thì cái lớp học của anh, thì con trai nằm trên bàn, thì đang nằm bên này, thì có anh Tân, em cho anh nghe bài này nè. Em cũng bình thường, không suy nghĩ gì, thì lấy cái tai nghe, bấm vô cái nghe giọng cơ. Có một chút nhớ nhớ, có một chút thương thương. Là em có một chút rối rối trong người à. Bây giờ em nói là chết. Có một chút rối rối liền. Dạ, nói liền thôi, rối liền. Chết cha, cú này mình phải xử lý sao ta? Thực sự là em muốn ừ liền á. Em muốn ừ liền chứ để xảy. Nhưng mà ừ liền kỳ quá cho nên là em cũng chút rối rối cái... Để đi toilet cái. Chỉ có cách đó mới nhanh nhất thôi. Chỉ có cách đó mới nhanh nhất. Xong cái em suy nghĩ. Suy nghĩ trong toilet. Dạ, em quay qua nó lại. Bây giờ bắt đầu chúng ta tìm hiểu nhau nha. Rồi đó là dính em tới giờ liền. Trời. Ủa nhưng mà nó đơn giản gì thôi đâu. Đâu có đơn giản gì đâu anh. Đâu anh, em chơi chiêu liền. Em chơi chiêu là từ chiêu cuối luôn. Em giả bộ em nói là giờ em là anh có hai đứa con rồi. Vợ anh bỏ anh rồi. Hiện tại giờ anh cũng kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa. Công phiền em rồi người ta thiên hạ duy nghĩ này nữa, mấy cái phim Hàn Quốc em coi quải vậy. Sao lúc Nguyên sao lúc em nghe vậy thì sao? Em nghe vậy thì em suy nghĩ, em chỉ trả lời là ok, con anh thì em nuôi, đâu có vấn đề gì đâu. Trời ơi, em tuyệt vời vậy luôn á. Mà Nguyên lúc đó nó mới là 20 mấy tuổi, 23, 24 tuổi à. Thì lúc sao? Đó em lì lắm chị, có nghĩa là em suy nghĩ trong bản thân mình là em thương ổng. Có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á, mới là ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Trúng ngại hả? Ngại chê. Đến lúc nào thì em biết là cái đó là ổng giỡn với mình? Đến khoảng tụi em bắt đầu quen nhau khoảng tầm 3 đến 4 tháng. Ảnh có một người bạn thân ở chung phòng luôn. Em mới tìm hiểu. Em muốn biết ảnh ở đâu như thế nào. Rồi sau đó là em tìm tới cái nơi ảnh sống. Để coi xung quanh là môi trường sống của anh ra sao như thế nào. Rồi em sẽ đưa ra cái quyết định luôn. Thì khi đó em mới biết là ảnh nói xạo. Cái người bạn thân đó cũng nói là nó làm gì có vợ có con. Trời ơi, nó còn ham chơi, nó còn đi phim tùm lum hết, không có chịu sự ràng buộc gì đâu. Lúc đó mừng hay là dạ, hững hay là giận hay là gì? Em mừng lắm, mà em đến mức độ em kêu được rồi, em sẽ chinh phục đến mức là anh phải cưới em cho bằng được, chứ không thể nào anh bỏ em được. Rồi Tân, khi mà Nguyên biết được em nói xạo thì cái phản ứng của em trúng số vậy đó. Em đâu thế nào đứng trước mặt vợ em nói là em ơi, những chuyện đó là anh nói xạo với em, em không làm nói được. Hên nhờ người bạn em nói giùm em, chẳng qua là vợ em cũng hiểu được cái vấn đề là anh nói như vậy là chỉ muốn như vậy thôi, chứ không phải là nói dối hay lừa gạt em cái gì hết. Rồi bây giờ hỏi câu nữa nè, trước khi mà em và Tân cưới nhau thì hai em có quyết định là đến trước với nhau không? Có sống thử với nhau? Em có chủ động, em qua lại, em vẫn ở nhà trọ, vẫn qua nhà anh Tân để mà làm gì, để em sinh hoạt với gia đình ảnh. Coi thử là mình sống có được với nhà chồng hay không. Nhưng mà sau khi cưới rồi và tới thời điểm bây giờ em thấy quyết định em ở nhà chồng là đúng. Cuối cùng bây giờ em không biết em là con ruột hay là... Không biết mình là rể hay là con rể hay con ruột. Tại vì nàng ấy được cưng quá đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy là cái ngày đám cưới, cái đêm động phòng đó, nó còn cái gì gọi là bất ngờ với các em nữa không? Bất ngờ anh. Bất ngờ. Hai chồng điểm tiền không? Thì đám cưới ai mà đếm tiền, đám cưới xong rồi đếm tiền xong ngủ tới sáng anh đâu có gì đâu hết rồi. Không có gì luôn á. Không có còn một sự luôn. Việc nữa anh mà gì? Tại vì á nó đến bây giờ là nó hết quan trọng với ảnh rồi. Sao vậy? Là xỉn sau rồi. Đám cưới là mất Facebook. Mất Facebook xỉn ngủ luôn anh. Buồn quá. Tức là vừa mới dạ, cưới xong. Dạ, đám cưới xong một cái là mất Facebook. Nhiều, luôn. Nhiều khi á mấy nhỏ ông quen với em bé hacker. Giận á, hiểu không? Bởi nói ai không thích hết Facebook luôn. Rồi như vậy là các em đã cưới nhau bao lâu rồi? Mới cưới năm ngoái nhiêu anh? Năm tới ngoái. Tháng 6 là 1 năm anh. Vậy thì trong khoảng thời gian đó anh có tật xấu gì không Nguyên? Giằng mặt cái gì mà giằng? Em hồi nãy là em có bạn nhà rồi, khi mà anh tần thẳng là em cũng nói thoải mái rồi vậy. Nguyên, có anh. Có không? Nhiều lắm. Em kể đến khi nào em mệt thôi em. Ngủ là thánh gác luôn, coi em là cái gối ôm. Và đến khi ngủ là chỉ có ép sát em vô trong vách tường á. Một mình một giường ngủ quen rồi, bây giờ có vợ nữa ngủ cũng y chang vậy luôn. Không nghĩ là có vợ nằm kế nữa. Vậy lúc đó là em khúc em đang ngủ đó là em mơ em đang đá banh.
đá banh rồi đó, cho nên là nó bị lòi ra ngoài. Tiếp đi em, còn gì nữa? Quần áo đi về không bao giờ mắc lên cái xào đồ hết. Cái này xấu nè, cứ quăng đó nè. Trong khi có cái sọt để quần áo dơ mà không bỏ vô. Bừa bộn, bê bối. Không, tại cái sọt đó sọt của vợ em, còn chỗ em là để đó, cái chỗ em xưa vợ đó rồi. Em không muốn cái đồ đạc của vợ em nó cực khổ mà để em giặt phải lựa từng cái từng cái. Nhưng mà đâu thể quy định cái em, của vợ cái của chồng em, được. Em gom lại chỗ, nhưng mà lúc nào em muốn cần giặt đồ của chồng thì lấy khúc này rồi quăng vô thôi. Còn của em thì em lấy cho nó gọn. Chứ mỗi lần giặt đồ cái này của anh, cái này của em dọn ra áo trắng quần đen rồi nó có cực vợ em, cho nên em quyết định là em để chỗ một cái đó. Ai đi hốt rồi ai hốt đi. Em hốt với ai hốt đâu. Làm biếng làm việc nhà lắm anh, không bao giờ phụ vợ gì hết á. Lười biếng, ở gì nữa nè? Một cái nữa là toilet ở nhà không bao giờ có cửa. Cho dù lắp cửa lên cũng tháo cửa ra, không thích. Cái gì sao nó? Vậy? Sao vậy? Không phải, cái chuyện mà cửa toilet thì vợ chồng cũng hai người mình ở trong đó thôi. Cái toilet, tại vì toilet cũng vậy à. Cái phòng tắm nhà em ở trong cái phòng luôn. Trong phòng ngủ mình luôn. Dạ đúng rồi. Em thích vậy anh, cho nó mùi hương thoang thoảng á. Vui. Cái này là bệnh nè, cái này bệnh. Cái đó là áo là gì ạ? Nhưng mà em có thích không? Nó không đi, nó không đi, nó không đi. Mà thích phải không? Dạ thích. Đến ngay độ mà em thích cả cái mùi. Thích luôn cả cái mùi hả? Nghiện mùi luôn rồi. Dạ đúng rồi. Em nói thật là nhiều khi á, buổi sáng anh dậy á, anh có đi toilet hay gì đó, nhiều em ngủ mà em biết anh dậy rồi mà em vẫn chưa cảm nhận được cái mùi thì em hỏi: ủa anh vô toilet để làm gì? Anh kêu anh đi toilet mà tại sao không có mùi? Bắt buộc toilet phải có mùi. Cái tật xấu đó, nhưng mà nó là một cái gì đó vui của hai đứa. Đáng yêu, đáng yêu. Dạ. Một tật xấu nữa gì? Là đi nhậu về trễ. Em ở nhà khoảng tầm 10 giờ, 11 giờ là em mới gọi rồi. Đang về, đang dắt xe, đang về, đang dắt xe, cứ vậy đó, cứ hai câu đó nói hoài. Mà em nhìn đồng hồ, ủa nửa tiếng, một tiếng rưỡi chưa thấy về nữa. Mà cứ như vậy em nhắc từ lúc quen cho tới bây giờ vẫn vậy. Tại vì đi chơi á, bạn đông lắm. Giờ dắt tới đây gặp đứa bạn, đá trống xuống, nói chuyện chút xíu nó vừa tới bên kia. Nữa dắt nữa. Tới chê, em phải vô, em mến bạn. Không, bây giờ mình về thì nói, này, được. Coi thường, coi thường. Vô cái điện thoại. Biển khổ. Tiếp tục nữa. Anh Tân thích đếm tiền, mà tiền lẻ. Ở nhà có một cái hộp đựng tiền lẻ, tiền đó để dành cho em hoặc là mẹ chồng đi chùa. Để bỏ tích công đức đó. Hai hộp lắm. Tối nào về đổ ra, xào ra nhà bắt đầu ngồi đếm. Rồi xếp. Trời, mặt nào qua mặt đó. Ui, đáng yêu. Đến lúc mà xếp ngay rồi vẫn đổ ra lại ngồi đếm. Xếp lại. Dạ xếp lại. Mà tiền lẻ trời chứ không cái đâu phải tật xấu đâu em. Là cái nết đáng yêu. Cái đó là em ghi hai hộp rõ ràng đàng hoàng. Từ hộp bên đây là từ 500 đồng, từ 1000, từ 2000. Còn đây là thành 5000. Em có giấy tờ giấy em dán lại em như là tiền mua Âu Đì là thành 5000. Còn hộp mà 500000 đó ngàn. Tiền mua biệt thự đó. Dễ thương không? Không biết chừng nào mới mua được luôn. Nước mơ đó, nước mơ đó. Thấy thương quá. Hai cái hũ nhựa chị. Mặt nào ra mặt đó. Dạ đúng rồi, xếp mặt nào ra mặt đó. Bây giờ tới em nè. Tiếp. Giờ em có tật xấu gì không? Giờ em là tuyệt vời. Không có gì xấu hết. Ngoài chuyện nấu ăn thôi. Nấu ăn là giờ em nấu được nha. Mà nấu ngon nha, chứ không phải là gì, mà chỉ có là chưa đủ trình độ nấu cho em ăn thôi. Ủa là sao? Ngon em nói thiệt, cái này là em nói nghiêm túc đàng hoàng nha. Nấu rất ngon mà chưa đủ trình độ. Tại vì mỗi lần là vô bếp một cái là nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Mà nấu ngon chứ phải là tay quầy lắm. Vừa tay trường đúng không? Vừa tay quầy ra cái là mẹ em vô, con đi ra đi. Mẹ nấu rồi, cùng em ăn thôi. Là mẹ nấu em ăn đó. Dạ. Cuối cùng là vợ bài mẹ nấu. Dạ. Có nghĩa là em bài ra em nấu, nhưng mà em nấu đồ ăn hơi tỉ mỉ, hơi kỹ á. Là em cắt hết cái này, em bỏ qua cái chén, cắt hết cái kia, bỏ qua cái dĩa, cứ vậy 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 đó. Thì không biết khi nào mọi người mới được ăn. Là cái đó chiên trứng thôi nha chị. Tập cái trứng bỏ vô cái chảo, tôi nó bú nằm cái chén vậy đó. Từ trước giờ em chưa bao giờ được ăn bữa ăn đàng hoàng từ lúc mà qua nhà em tới giờ. Tại vì không kịp để nấu, mẹ em nấu hết rồi. À, vậy là coi là chậm chạp. Rồi còn tật xấu gì nữa? Hết rồi. Vợ chỉ có nhiêu đó rồi. Vợ em có thích cắn em không? Có ghiền không? Em là ghiền đếm tiền lẻ. Còn vợ em nó có cái gì ghiền tương tự mà dễ thương vậy không? Ghiền dặn volume á. Là sao? Hay nhéo vú không? Volume á. Giống như TV đang lớn quá mà không chịu kêu bấm remote đấm mà. Là tự động TV nhỏ lại. Đau không? Tao chứ em đang cầm remote mà dặn này em chắc nhỏ lại liền. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì? Cái mong muốn của em nhất là như là vợ em có hai ngày nghỉ. Thứ bảy và ngày chủ nhật. Thì cái kiểu như em cũng muốn là vợ em một ngày nào đó xuống bếp làm đúng bữa tình soạn, mời mẹ em ăn một lần, vậy thôi. Dạ. Thế còn Quyên mong muốn Tân thay đổi điều gì?
em muốn anh Tân phải tập trung vào công việc hơn nữa, bớt ham chơi lại thôi. Còn những cái việc mà ảnh bê bối hay gì đó em có thể làm được hết. Chị thấy là chắc là những cái mối quan hệ đó như là ngoại giao đồ. Dạ đúng, nhưng mà ý là cũng phải có một chút dành thời gian cho gia đình, cho em chị thôi, chứ còn bạn bè em vẫn cho đi chơi bình thường. Ok. Nói nghe nè, giờ đơn giản quá. Hai cái mong muốn của tụi em, giờ chị em là ước mơ coi như thứ bảy chủ nhật em được nghỉ đúng không? Dạ. Bữa nào á chị nói em, nói thì nói ăn ngon rồi, em biết rồi, em khẳng định chị rồi, nó chỉ bị nó hơi chậm chạp thôi. Dạ. Thì giờ em làm bộ bữa nào đi em xuống em hù hở với nó đi, cho nó cái phần chậm nó bớt đi, cho đứng nó nấu. Nhưng vậy mà cái em sợ là em xuống em hồ hở với nữa là mẹ em đuổi hai đứa hồ ra ngoài kia luôn. Lén lút thầm lặng. Thì anh hy vọng rằng là các em cứ như thế này mà phát triển và giữ gìn, hấu hiểu nhau và nắm tay nhau đi với nhau đến hết cuộc đời này. Dạ. Nha Tân, Nga Quyên. Cảm ơn chị.